Hello, xin chào toàn thể, anh em quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì có một con máy cưa xích Komatsu Genmat G250 cho anh em. Đó, con này là cái mẫu cưa tay cụt và phụ tùng thay thế rất là nhiều nha. Bởi vì cái máy tàu giờ nó nhái theo cái con này. Đó, lam này lam ngắn nhá, lam này lam 30, xài được 25. Máy nguyên bản zin hết nhá. Đó, xích em gắn xích mới luôn, về chỉ việc sử dụng thôi nhá. Xích mới luôn, con này thì nặng khoảng 3kg thôi. Họ xài rất là mạnh, cắt tỉa cành cây đồ đúng bài luôn nhá. Phụ tùng thay thế rất là nhiều và giá cũng rất là mềm các bác nhá. Con này hàng hệ đời bình xăng sau thì bên em bán giá là 2,1 triệu nhá. 2,1 triệu bên em bán ship tận nhà, tặng kèm rũa xích, kim mộc buji, tô vít chỉnh cho anh em đầy đủ nhá. Rồi xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Chốt cái này giá 2,1 triệu bao ship thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé. Em xin cảm ơn thầy nha.